rồi, không thấy đâu cả thế này. Con đã bảo với bà là con không lấy. Không chỉ lấy thì còn ai? Trong phòng này chỉ có mỗi tôi với chị thôi. Đồ của con bà cũng khám hết rồi, người con bà cũng khám rồi. Con lấy con cất ở đâu bây giờ? Cất đâu tôi biết được à? Chị cứ ngồi im đấy, con cháu tôi nó về nó sẽ giải quyết. Con nói cho bà biết, con nể bà ốm đau bệnh tật, bà đừng có quá đáng với con. Chị đứng lại, đứng lại, đứng lại đây. Bà mua con ra. Không được gì. Bà mua con ra. Bích ơi, Bích. Con đây bà ơi. Này chị ơi, chị bé này. Ra đây. Ở kia. Bà sao rồi? Chị Bích đang giữ bà ở trên phòng ạ. Mặt mũi em sao đấy? Tôi biết ngay mà. Kiểu gì cũng có ngày bà nhầm mặt tôi thành mặt chị Xuân. Đã lường trước như thế rồi mà không né được. Đâu mẹ? Bà? Con ơi, chết rồi. Mẹ bảo này. Bà cứ bình tĩnh. Chết rồi. Cái kiềng vợ chồng con tặng mẹ bây giờ chẳng thấy đâu cả đây. Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Để con giải quyết. Con ơi, gọi ngay công an đi. Mẹ bình tĩnh đi, mẹ cứ như thế này ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Trời ơi, mất rồi còn đâu. Chị Nhung ơi. Thả cậu. Vâng, cô cứ mở ra. Thả rồi, ra đi. Chị cứ ra đây, không sao đâu. Tôi đã nói với bà là tôi không lấy, nhưng bà cứ đổi cho tôi. Không phải lấy gì anh. Bà. Ôi bà ơi. Mẹ. Con ơi, mẹ đã bảo rồi, mẹ không có bệnh tật gì cả. Con đi con dưng nó vào nhà. Bây giờ nó cho mẹ uống thuốc ngủ mất hết rồi. Trời ơi, mẹ ơi, chết rồi. Cô xuống lấy cốc nước cho bà giúp cháu. Tìm ở đâu bây giờ đây? Mẹ bình tĩnh đi. Của cụ không? Đúng phải không cậu? Ôi may quá, tôi tìm thấy rồi. Tôi tìm thấy rồi. Tôi định mở tủ lấy vài thứ ra giã đông, thế là nhìn thấy cái kiềng vàng của cụ. Chắc là cụ để đây rồi quên đấy. May mà tôi tìm thấy. Không có thì người trong nhà lại nghi ngờ lẫn nhau mất cả vui. Cảm ơn cô, cháu mang lên cho bà. Cậu Long, cậu Long, cậu nhớ nói với cụ là tôi tìm thấy nhé. Vâng. Tôi nói thật, anh tìm người khác, chắc chắn họ cũng không ở lại được. Mỗi khi cụ lên cơn, cụ hung hãn như thế. Ăn rồi, cụ bảo chưa ăn. Uống rồi, cụ bảo không ai cho uống. Nhiều lúc dẫn đến hiểu lầm. Thôi, chào anh. Cảm ơn chị. Ủa, bố bỏ qua cho mẹ đi. Hay là con đón mẹ về nhá. Không đón rước gì cả. Một người con dâu bỏ đi khi mẹ chồng đang ốm đau bệnh tật như thế, vú đợt với bạn bè, bố không chấp nhận.